Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật nhất vừa diễn ra sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ hướng đến sự hài lòng của người dân. Điện Biên đưa các giống cây trồng vật nuôi mới vào sản xuất. Sapa Lào Cai lưu giữ nét văn hóa truyền thống từ những làn điệu dân gian. Những thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối chương trình. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết mà quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn và kỹ năng giao tiếp ứng xử của cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, góp phần mang đến sự hài lòng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, thu hút cán bộ y tế có trình độ cao về công tác, cử cán bộ đi tập huấn, đào tạo tại các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh, liên kết mời các chuyên gia trực tiếp về thăm khám và chuyển giao kỹ thuật tại trung tâm. Với đội ngũ 367 cán bộ, công nhân viên y tế công tác ở 19 khoa phòng, trung bình mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận trên 500 lượt người đến khám chữa bệnh, số bệnh nhân điều trị nội trú là gần 500 người. Huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã tổ chức công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2022-2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm mùa khô 2023-2024. Toàn huyện Văn Chấn hiện đang duy trì hơn 34.800 ha rừng giao khoán bảo vệ. Từ đầu năm đến nay, nhân dân trên địa bàn huyện đã trồng mới hơn 3.200 ha rừng, đạt 100% kế hoạch giao, nâng tỷ lệ che phủ rừng của toàn huyện đạt 58,5%. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về luật lâm nghiệp tới người dân được tăng cường, duy trì hoạt động có hiệu quả của 213 tổ đội xung kích phòng cháy chữa cháy rừng ở các thôn bản. Tổ chức ký cam kết về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho gần 27.300 người, đạt tỷ lệ 91%. Qua đó đã góp phần hạn chế các vụ vi phạm luật lâm nghiệp và không để xảy ra cháy rừng. Sau 3 tháng thực hiện dự án khuyến nông xây dựng mô hình vỗ béo bò thịt và xử lý chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học đã đem lại hiệu quả rõ rệt cho người dân tại huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Các hộ tham gia dự án được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi bò vỗ béo, hỗ trợ cung cấp thức ăn hỗn hợp bổ sung dinh dưỡng cho con bò với mức hỗ trợ 2 tạ thức ăn đối với một con. Ngoài ra, cung cấp chế phẩm sinh học để người dân xử lý chất thải trong chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng bệnh cho đàn bò. Dự án xây dựng mô hình vỗ béo bò thịt và xử lý chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học triển khai tại huyện Yên Minh từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2023. Dự án đã góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức, tư duy chăn nuôi bò thịt vỗ béo của đồng bào dân tộc thiểu số, đem lại hiệu quả rõ rệt trong tăng trưởng trọng lượng đàn bò và tiến tới dự án cũng hỗ trợ giới thiệu đầu mối tiêu thụ sản phẩm để người dân yên tâm sản xuất. Huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ hội Trên quê hương vợ chồng A Phủ năm 2023. Lễ hội thu hút đông đảo nhân dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Lễ hội Trên quê hương vợ chồng A Phủ năm 2023 gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ tạ ơn được tổ chức dưới chân hang vợ chồng A Phủ. Phần hội diễn ra các hoạt động múa khen, ném pa pao, bắn nỏ, đẩy gậy, đánh tu lu, kéo co, dạ bánh dày. Lễ hội được tổ chức nhằm khôi phục, bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông, qua đó khích lệ nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời tăng cường quảng bá giới thiệu tiềm năng, bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch của huyện Bắc Yên nói chung và xã Hồng Ngài, quê hương vợ chồng A Phủ nói riêng. Quý vị và các bạn thân mến, nghiên cứu, chọn tạo và đưa vào sản xuất nhiều loại giống cây trồng vật nuôi mới, xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ đang là giải pháp được huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên định hướng hỗ trợ cho nông dân, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Diện tích hơn 4.000 m2 này được anh Lò Văn Thu, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên cải tạo để trồng cây mít Thái siêu sớm, một trong những mô hình cây trồng mới do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện hỗ trợ thực hiện. Đến nay, sau gần nửa năm trồng, tỷ lệ cây sống đạt 95%, ít bị sâu bệnh gây hại và thích ứng tốt với sự thay đổi của thời tiết. Mặc dù đây là giống cây trồng mới, nhưng mà
được sự quan tâm và sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật và hướng dẫn ký thì được qua chăm sóc và phát triển thì trên tỷ lệ cây sống trên 95%. 2023 này thì trung tâm cũng đã tìm được cái đầu mối của cái đơn vị công ty HT miền Bắc thì đưa vào là trồng cây mít siêu sớm. Đến nay thì về cái tỷ lệ sống thì rất là đảm bảo. Và cái cơ chế chính sách thì với người dân là rất hồ hởi, phấn khởi về cái phương án này. Sau 3 năm thực hiện mô hình, đến nay đàn hươu sao của anh Hoàng Văn Tài, xã Thanh Sương, huyện Điện Biên phát triển tốt với tổng đàn gần 50 con. Với giá bán nhung hươu dạng thô từ 16 đến 17 triệu đồng một kg, hươu giống hơn 30 triệu đồng một cặp, giúp gia đình có nguồn thu nhập hơn 300 triệu đồng mỗi năm. Thì mình cũng có đi tìm hiểu từ những người thân, người quen, rồi trên mạng, các trang mạng xã hội. Mình thấy con hươu này là một trong số những con giống có thể đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thêm nữa là cái dịch bệnh thì gần như không có. Trong nhà mình nuôi từ năm 20 đến thời điểm hiện tại năm 23 thì gia súc gia cầm có mấy trận dịch nhưng mà con hươu nhà mình chưa bị ảnh hưởng gì. Chúng tôi thực hiện nghiên cứu để đưa vào các cái cây trồng mới, các cây con mới có cái giá trị kinh tế cao. Ví dụ như là tôi hiện nay đang triển khai cái mô hình nuôi hươu sao, rồi là triển khai trồng dứa tập trung ở mừng nhà, rồi là phát triển cây vú sữa tại xã Thanh Hưng, rồi bưởi da xanh. Thì đây là những cái mô hình cây trồng đã mới đưa vào thử nghiệm và phát triển mang lại cái giá trị hiệu quả kinh tế cao hơn. Huyện Điện Biên đang tích cực vận động người dân mạnh dạn thực hiện các mô hình sản xuất mới, đồng thời tạo động lực cho các địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, thúc đẩy hình thành các hợp tác xã, tổ dịch vụ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy chung của nền văn hóa đa sắc màu cộng đồng các dân tộc thiểu số tại Việt Nam, các hoạt động văn nghệ dân gian truyền thống luôn gắn liền với đời sống hàng ngày của đồng bào các dân tộc. Hoạt động của câu lạc bộ văn nghệ Khèn Mông, phường Sapa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai sẽ cho thấy rõ hơn những nỗ lực gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa những nét văn hóa truyền thống của người dân địa phương. Một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ văn nghệ Khèn Mông, phường Sapa, thị xã Sapa. Thành lập năm 2019 với 22 thành viên, câu lạc bộ văn nghệ Khèn Mông phường Sapa đã giúp cho các chàng trai cô gái dân tộc Mông thỏa niềm đam mê với văn hóa truyền thống của dân tộc mình, từ đó thêm ý thức giữ gìn bảo tồn những giá trị đó. Tôi mong muốn là sau này còn chúng tôi sẽ được tiếp tục học thêm nhiều điều hơn nữa để mà chúng tôi truyền đạt đến con em sau này. Mình muốn giữ lại truyền thống của ngày xưa các cụ để lại, mình muốn truyền lại cho để sau đấy con cái của mình cần được cái phong tục này, đam mê này, thợ lá này, mình muốn truyền lại cho đời này đến đời khác đấy. Từ khi thành lập và duy trì hoạt động đều đặn vào những ngày cuối tuần, câu lạc bộ văn nghệ Khèn Mông Sapa đã lan tỏa rộng rãi phong trào hát dân ca và thổi Khèn Mông trong quần chúng nhân dân. Vừa qua, câu lạc bộ đã được chọn là một trong những đội văn nghệ trình diễn tại sâu diễn Điểm Hẹn nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa, được khán giả du khách yêu thích. Bây giờ thì công nghệ 4.0 rất là hiện đại rồi. Văn hóa của ngày xưa thì đã dần bị mai một đi. Và chúng tôi, những người nghệ nhân trẻ tuổi đây thì vẫn muốn giữ cái bản sắc dân tộc của chúng tôi. Chúng tôi cần có sự hỗ trợ của các cấp chính quyền để chúng tôi có thể bảo tồn được cái văn hóa không bị sai lệch, để cho chúng tôi có động lực để phát huy được cái bản sắc dân tộc. Hoạt động của câu lạc bộ Khèn Mông phường Sapa đang góp phần tích cực gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa những nét văn hóa truyền thống trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại khu du lịch quốc gia Sapa. Thông tin thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 11 ngày 12 tháng 11 năm 2023. Tỉnh Lào Cai sáng trời nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Tỉnh Lai Châu ngày nhiều mây, đêm về sáng trời lạnh, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Tỉnh Điện Biên trời nhiều mây, đêm về sáng trời lạnh, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Tỉnh Sơn La có mây vài nơi,
đêm về sáng trời se lạnh, trưa về chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tỉnh Yên Bái có mây vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Tỉnh Hà Giang trời nhiều mây, đêm về sáng trời lạnh, cục bộ có nơi mưa rào nhẹ về đêm. Ban ngày trời nắng nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Tỉnh Tuyên Quang có mây vài nơi, đêm về sáng có mưa nhỏ, trưa về chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Tỉnh Phú Thọ có mây vài nơi, đêm về sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa về chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực đã khép lại chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.